Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip cô gái đi xe tay ga màu trắng. Khi đến chợ Hòa Bình, phường Tân Hòa thì phát hiện người phụ nữ bán rau củ bên đường đang chăm chú lựa hàng, kế bên có túi xách. Cô gái áp sát trộm túi xách rồi tẩu thoát. Toàn bộ sự việc được camera an ninh khu vực ghi lại. Vào cuộc xác minh, công an xác định sự việc xảy ra vào chiều ngày 25 tháng 8. Nạn nhân là bà Bùi Thị Thu Hà. Bà Hà bị Liễu trộm lấy túi, bên trong có hơn 6 triệu đồng và điện thoại di động. Vào hôm qua, tổ tuần tra công an phường Tân Hòa đã phát hiện đối tượng Trương Thị Liễu có những đặc điểm như đối tượng trong clip nên đưa về trụ sở làm việc. Bước đầu Liễu thừa nhận hành vi của mình. Công an cũng đã thu giữ tang vật, lập hồ sơ chuyển đối tượng cho công an thành phố Biên Hòa tiếp tục điều tra.